Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lãnh trường thanh nghiêm mặt, mở cửa, những người khác chú ý phòng bị, cánh cửa được kéo lên, một bàn chân đầy lông lá xuất hiện. Bang, tiếng đấm vỡ méo cả cửa sắt, bàn chân móng vuốt sắt nhọn bước ra, một con sói hoang ánh mắt đỏ ngầu, hai hàm răng sắc nhọn, nó lao tới tấn công mục diệt nhiên cô nhanh trí luồn xuống phía dưới để tránh đòn cánh cổng hoàn toàn được mở ra chờ đợi nhóm người là một đàn sói đói sao trong này lại có nhiều sinh vật biến dị thế lãnh trường thanh tối mặt chết tiệt quả nhiên tên khốn triệu hổ gài bẫy bọn mình mục diệt nhiên vừa chấn tĩnh lại cái gì đó kéo váy của cô quay đầu nhìn lại là những sinh vật biến dị đó cô hết sức đưa tay để thoát ra nhưng đã bị lôi mạnh lại dạ vô miên hét lớn chị dâu cẩn thận lãnh trường thanh như mất bình tĩnh dạ vô miên kéo tay hắn lão đại anh bình tĩnh chút lần này chúng ta xông vào ổ sói rồi e rằng chị dâu lành ít rũ nhiều anh phải nhanh chóng dẫn mọi người rút lui lãnh trường thanh đẩy mạnh một cái cút lãnh trường thanh nghiêng người luồn qua cánh cửa vào trong kho bên trong kho khói bụi mù mịt lãnh trường thanh ngồi dậy ho khụ khụ vài tiếng anh giật mình nhìn trước mặt một đàn sói dữ tợn đang chờ để được sơi thịt một con sói đột biến khác nó khác hẳn với bọn còn lại mục diệt nhiên sợ toát mồ hôi hột con sói biến dị này ít nhất là dị thú cấp 2, dị năng của mình vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh không thể nào là đối thủ của nó Và lại xung quanh có nhiều sói biến dị bình thường thế này cho dù mình chấp cánh cũng khó mà chạy thoát nó giơ móng vuốt lên cô nhanh chóng rút kiếm ra nhưng vẫn không thể đỡ nổi một dáng của con vật khổng lồ này sức lớn qua cánh tay của mình gần như gãy luôn mình nhớ là sói trong tự nhiên rất sợ lửa dù sao cũng phải liều mạng một phen thôi mục diệt nhiên dùng dị năng lửa mới thức tỉnh của mình tạo ra một ngọn lửa nhỏ con sói hung mãnh trước mắt vẫn chẳng hề hấn gì nó gầm lên cô sợ hãi chiêu này dùng được mới là lạ ngọn lửa bé xíu này của mình chẳng thể hù được nó tất cả đều chấm dứt tại đây sao chết tiệt mình không cam lòng chẳng dễ dàng gì mới được trọng sinh tới đây đã kết thúc rồi sao một ánh sáng xuất hiện một người đàn ông với mái tóc vàng hắn ta cầm theo thanh kiếm màu vàng lại là anh ta luôn cứu lúc mình đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết thứ trên tay anh ta là kim loại kỳ dị có thể biến kim loại kỳ dị thành bất kỳ hình dạng nào anh ta là dị năng giả hệ kim hắn ngoảnh đầu lại sao cô bị một con sói háo sắc làm ngã sau lưng tôi rồi? Mục diệt nhiên tức giận, cái gì mà sau lưng anh, tôi có thể chi phối được sao, lúc này mà còn đùa dỡn được hả, vừa dứt lười con sói lao tới tấn công hai người. Mục diệt nhiên nhắc nhở, cẩn thận, đó là dị thú cấp 2 trở lên đấy, nó có thể phát động kỹ năng tấn công. Hắn ta đưa thanh kiếm ngang mặt, chó cùng rứt rộng, thanh kiếm biến đổi thành cây thương, hắn xoay cây thương mấy vòng, cũng biết cấp bậc của dị thú, quả nhiên trên người cô ấy cất giấu không ít bí mật lớp màng màu vàng bọc ngoài cơ thể anh ta là dị năng áo lụa nói cách khác anh ta đã là dị năng giả cấp toái địa sao có thể mà thế chỉ mới buông xuống trong thời gian ngắn sao có thể tiến hóa đến cấp toái đại rồi lẽ nào anh ta là người thức tỉnh dị năng trời sinh chỉ có một trong một triệu trong truyền thuyết chưa tới mà thế đã sở hữu dị năng trời sinh hắn nắm lấy tay cô ôm cô lên nhảy lên phía trên hắn nhìn cô tôi cái gì tôi là lần đầu tiên trong đời tôi được bế như thế này cảm thấy xấu hổ quá hắn đặt cô xuống ngoan ngoãn đứng ở đây chờ tôi, đi lạc là tôi mặc kệ luôn ấy. Mục diệt nhiên bối rối, tôi tôi không phải là con nít, sao có thể lạc chứ. Tóc vàng nhảy xuống, vung cây thương chém từng con từng con một, mục biết nhiên kinh ngạc, thì ra anh ta mạnh như vậy. Chẳng trách lần trước anh ta có thể một mình xông vào ổ zombie trong bệnh viện để cứu nhóm thuộc hạ của anh ta ra. Cô dương cây cung lên nhắm vào đàn sói, để tôi xử lý đám hỗn tạp giúp anh. Tiếng gầm gừ vang lên, máu tóe ra, lãnh trường thanh với vẻ mặt khinh bỉ nhìn nó, Mày cũng mạnh đấy, trời sầm tối, những con chó sói nằm la liệt với máu bay bét, gió hưu hút thổi, vù vù vù, trong căn phòng có tiếng thở hộc 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 của Dạ vô Miên, ngồi bệt dưới sàn tựa lưng vào bức tường, chết tiệt, đều tại mình không coi trọng chị dâu, cũng không giữ được lão đại, nước mắt cứ tuôn rơi. Bên ngoài là Triệu Hổ, đứng sau là thuộc hạ của hắn, vuốt cằm, chống tay nhìn Mục Thiên Huy bất tỉnh nằm dưới đất với một vết bầm sát thái dương, đệt mỡ. Thằng đeo kính này dai vãi, chẳng chịu yên lặng từ lúc đứa con gái kia bị kéo vào, làm ông đây phải mạnh tay triệu hổ cũng ngay đó với một điếu thuốc vẫn còn hơi khói trên miệng được rồi kệ nó đi sắp đến lúc rồi bảo các anh em nâng nó lên trai cỏ đánh nhau chúng ta làm ngư ông đắc lợi trong căn phòng dạ vô miên với đôi mắt cam phẫn vẫn đang ngồi tựa lưng vào tường hai tay chống sàn lũ rác rưởi chúng mày xuất hiện trước mặt là hai hình bóng gào tiếng hú vang lên máu tóe ra từ miệng con chó sói mắt đỏ lãnh trường thanh với chiếc thanh gậy đã hạ gục được con vật hung tợn đó ủ lãnh trường thanh nhảy bịch qua bức tường mục diệt nhiên với mái tóc dài chiếc váy ngắn với đôi giày cao gót vẻ mặt ngạc nhiên nói cực cho anh rồi lãnh trường thanh thay đổi sắc mặt một chút rồi ấm cả người cô lên mục diên thiên bất ngờ anh rồi hắn bế cô chạy đi nhanh vút lần này không phải là lần đầu tiên của cô nữa nhỉ còn cô gái đó thì anh không phải lần đầu tiên cái đầu anh triệu hổ vẫn với chiếc điếu thuốc trên tay khói nghi ngút có lẽ bọn tao đúng là rác rưởi thật hắn phả khói vào mặt dạ vô miên nhưng ở mặt thế này không làm rác rưởi thì sẽ có kết cục giống như mày thôi văng vẳng trong tòa nhà giải quyết nó đi tên thuộc hạ vâng chĩa súng vào dạ vô miên từ đâu đó có chiếc vật nhọn sắc phi lao tới vút đột nhiên không biết từ đâu một viên đạn bay tới tên cầm súng kinh ngạc còn chưa kịp định thần thì viên đạn đã bay xuyên qua tim hắn đồng bọn của hắn quay lại thì cũng đều lần lượt ngã xuống mọi chuyện xảy ra rất nhanh đến không kịp nhìn triệu hổ quay đầu chỉ thấy đồng bọn của mình đã nằm trên vũng máu hắn kinh hãi kêu lên cái gì thế này từ đâu một thân ảnh kim khí vây quanh nhoẻn miệng cười từ từ tiến lại đó là lãnh trường thanh sử dụng dị năng hạ hết đám người triệu hổ xung quanh nam chính vẫn còn tỏa ra hào quang dị năng đi bên cạnh lãnh trường thanh là mục diệt nhiên hai người tiêu sái đi tới dạ vô miên đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhìn thấy sợi dây cứu mạng xuất hiện liền vui vẻ gọi lão đại chị dâu triệu hổ nhìn thấy là lãnh trường thanh vừa ngạc nhiên vừa tức giận nghiến răng nói bọn mày lại chưa kịp để triệu hổ nói hết câu lãnh trường thanh đi tới đạp triệu hổ ra phía thùng rác lãnh đạm lên tiếng với triệu hổ rác thì nên sống ở nơi dành cho rác tác giả cũng không quên để trên phiếu thùng rác dòng chữ không thể tái chế mọi chuyện đã trở nên ổn thỏa thì đột nhiên lãnh trường thanh kêu lên một tiếng rồi ngã vào lòng mục diệt nhiên ngất đi kim khí bao quanh anh cũng tan biến tóc cũng trở lại màu đen dạ vô miên thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên lão đại chuyển cảnh trong một căn hầm thiết kế vô cùng sang trọng lúc này khổng phỉ phỉ bị bịt miệng bên cạnh là một tên điên hướng khổng phỉ phỉ mà cười cô em xinh đẹp chúng ta tiếp tục chơi nào hiện tại khổng phỉ phỉ bị trói chân tay đứng thành hàng với những con thây ma nữ ăn mặc thiếu vải hóa ra cô ta đã trở thành đồ chơi của một tên biến thái. Hắn nhìn đám thây ma nở nụ cười ghê tởm, khuôn mặt hưng phấn muốn chơi trò chơi kích thích. Không Phỉ Phỉ cảm thấy kinh hãi đợt mợ, ngay cả thây ma mà thằng này cũng chơi, nhưng trong lòng thì vẫn thầm cầu hắn chơi với mấy con thây ma đó đi, đừng có chơi tôi. Quay lại với nhóm nam nữ chính thì đã đến sáng hôm sau, họ đã đi suốt cả một đêm, ai cũng đều thấm mệt, Dạ Vô Miên còn phải cõng theo Lãnh Trường Thanh còn chưa tỉnh lại. Chợt Mục Thiên Huy lên tiếng, cứ dùng hai chân đi tiếp thế này cũng không phải là cách, mọi người đều ngày càng mệt mỏi mà đạn dược cũng dùng hết ngộ nhỡ gặp bầy thây ma thì sẽ nguy hiểm mất dạ vô miên thấy tình cảnh trước mắt sắc mặt trở lên âm trầm tự trách cả chi đội chỉ còn lại mấy người chúng ta sống chờ lão đại tỉnh lại rồi tôi phải khai báo với anh ấy thế nào đây đều do tôi không bảo vệ các anh em cho tốt đang lúc đó tiếng động cơ cắt ngang lời dạ vô miên quay đầu lại là một chiếc xe buýt trắng đang đi nhanh đến mục thiên huy cơ mặt dần giãn ra có chút thở phào nhẹ nhõm đúng là khổ tận cam lai xem ra họ có thể bắt xe đi nhờ có một kẻ từ trên xe bước xuống mục diệt nhiên nói với mục thiên huy chú hai ở tận thế này mà tin vào vận may thì sẽ không sống được lâu đâu ạ à. vương vượng đi đến giới thiệu xin chào tôi là vương vượng mấy cô cậu gọi tôi là lão vượng là được sao thế có người bị thương à mấy cô cậu đến từ đâu hắn nhìn chằm chằm vào mục diệt nhiên lúc hắn tới gần mục diệt nhiên ngửi thấy trên người hắn có mùi hôi thối cô trả lời chúng tôi trốn ra từ đại học hoa nam đây là thầy giáo của tôi còn hai người kia là bảo vệ của trường Dạ vô miên nghe thế thì kinh ngạc, cảm thán chị dâu giỏi thật, thoáng cái đã bịa lý do hợp lý cho việc mấy người chúng mình tuy khác tuổi, khác cách ăn mặc nhưng lại đi chung với nhau. Vương vượng gật gù kể, chúng tôi cũng trốn ra từ nơi gần đây, đoạn đường này đúng là địa ngục trần gian, không biết mấy cô cậu định đi đâu. Trước đó tôi có nghe về căn cứ BG trên radio, mấy cô cậu cũng định đến đó sao, mục diệt nhiên nghe đến tên căn cứ này thì giận người, nó là nơi đã khắc sâu trong xương tủy mình. Kiếp trước mình đã sống tạm bợ ở đó cho đến khi chết đi, cũng đã từng chứng kiến tất cả mặt tối của bản tính con người có vẻ như chúng không biết tin tức của thành phố sơn việt vậy mình phải diễn chút thôi cô liền giả bộ đáng thương nghe nói căn cứ bg cũng an toàn hơn nữa còn không phải lo về vấn đề ăn uống tiếc là chúng tôi liều mạng chạy thoát nên không mang theo thức ăn nào e là sẽ chết đói trước khi đến được căn cứ mất vương vượng khụ một tiếng nghĩ yên tâm bọn mày sẽ chết ở đây trước thôi rồi hắn vỗ vai người đi cùng bảo anh ta mau đưa chút đồ ăn thức uống cho bọn họ đi hai kẻ ra hiệu cho nhau qua ánh mắt bọn chúng đã dự sẵn nước cho những tình huống này rồi hắn tiến đến đồ ăn cho mục diệt nhiên cô vui vẻ cảm ơn họ hắn nói rằng đừng khách sáo tận thế rồi mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau mà mục diệt nhiên nhận lấy nhưng không tin bọn chúng mà cất đồ vào không gian cô đã đổi nước của những kẻ kia với nước trong không gian rồi cô đưa nước cho chú hai nhỏ giọng dặn dò chú nói với dạ vô miên lát nữa giả dạ vờ xíu đi mục thiên huy cầm lấy suy ngẫm bắt đầu từ lúc nãy là tiểu nhiên đã nói và hành động có chút khác thường rồi bây giờ lại nói như vậy lẽ nào những kẻ này có vấn đề vương vượng thấy cô không uống nhưng hai người con trai uống còn lại một đứa con gái chẳng đáng sợ gì đúng lúc cô cũng sinh tạm thời giữ lại ý thức của cô chơi có phản kháng mới kích thích hơn hắn dẫn mọi người lên xe dặn dò mọi người cẩn thận dưới chân mục diệt nhiên bước lên xe nghĩ chú hai là chìa khóa để cứu thế giới tuyệt đối không thể bị thương dạ vô miên lại phải bảo vệ lãnh trường thanh đang hôn mê thật sự có thể chiến đấu cũng chỉ còn mình có đồ vật rơi xuống cô cúi xuống nhặt lên có một người phụ nữ thò ra nói chạy mau Mục Diệc Nhiên ngẩng mặt cảnh giác nhìn thấy một cô bé đang trùng khăn run rẩy. Cô thấy thế vô cùng tức giận, một đám cầm thú, đứa bé nhỏ như vậy đã bị chúng nó độc chiếm. Cô ho hai tiếng ra hiệu, hai người kia lập tức phản ứng diễn, "A à, tôi choáng quá, a à, tôi cũng vậy." Mục Diệc Nhiên thấy thế thì trầm cảm, diễn xuất của hai người cũng khoa trương quá, "Tôi thấy mình mắc bệnh ung thư xấu hổ luôn rồi này." Vương Vượng cười vì đã thành công gọi anh em làm việc, hắn bảo rằng, "Nam để làm thịt ăn, nữ thì để lại cho chúng ta sảng khoái chơi." Mục Diệc Nhiên giấu dao phía sau lên tiếng, quả nhiên bọn mày là một đàn chuyên cướp giết người chẳng trách cả người hôi thối bọn mày tự biến mình thành zombie à à không so sánh bọn mày với zombie thì sỉ nhục zombie quá chí ít zombie không đối xử như thế với đồng loại của nó vương vượng cãi lại thế giới hiện tại đã biến thành thế giới ăn thịt người rồi dù sao sớm muộn gì chúng mày cũng sẽ bị zombie ăn tươi thôi còn không bằng giúp người làm niềm vui để bọn tao ăn đi mục diệt nhiên ngay lập tức ném dao ra con dao đâm vào tim của vương vượng khiến hắn lập tức ngủ luôn mục diệt nhiên mỉm cười tao làm thịt một tên giúp bọn mày rồi đấy, muốn ăn không? Những việc đã trải qua cho cô lời khuyên lớn nhất, đừng bao giờ hạ thủ lưu tình với kẻ cặn bã, trừ khi bạn muốn chơi từ từ, lũ đàn em thấy vương vượng chết. Liên tức giận chửi thề, Dm cùng lên anh em, báo thủ cho lão vương, ai cắt được thớ thịt nào của à thì nó sẽ là của người nấy, cô ngay lập tức phóng thủy chiều. Hấp thu tinh hạch của vua sói biến dị khiến cô trực tiếp thức tỉnh dị năng hệ thủy, tuy chỉ mới có thể sử dụng dị năng hệ thủy cấp thấp nhất. Nhưng đối phó với lũ cận bã này thì đủ rồi, đám cận bã ngay lập tức bị dị năng của cô cuốn lấy thì hoảng hốt yêu thuật à ta biết sử dụng yêu thuật à ta là yêu quái mục diệt nhiên lấy cung tên ra nói đây không phải là một thế giới ăn thịt người đây là thế giới không cần bọn mày nữa mũi tên lần lượt phóng ra tiễn chúng lên đường chiều tối mục thiên huy đẩy kính nói với dạ vô miên đang lái xe thành phố sơn việt quá xa chúng ta có thể đến căn cứ tiếp viện bg gần nhất mục diệt nhiên nhìn sang lãnh trường thanh nghĩ mặc dù biết chỉ là do dị năng tiêu hao quá nhiều nên dẫn đến hôn mê nhưng đã một ngày một đêm rồi sao anh ta vẫn chưa tỉnh lại nhỉ xe bỗng phanh đột ngột khiến lãnh trường thanh nghiêng ngả rồi ngã lên đùi cô cô đẩy anh ra nhưng thấy cơ thể anh do suy yếu nên lạnh hôn mê rồi mà chẳng an phận chút nào xe dừng lại dạ vô miên tức giận mắng đệt mợ cái xe dởm này bị hỏng rồi mục thiên huy cũng nói bất tài vô dụng thật trời sắp tối rồi tôi thả máy bay mini không người lái ra kiểm tra địa hình xung quanh thử cậu nhanh xuống sửa xe đi dạ vô miên quay xuống thấy lãnh trường thanh nằm trên đùi mục diệt nhiên thì cảm thán tôi cũng muốn tìm một người ngủ với mình quá mặt mặt nghe thấy từ ngủ thì hoảng sợ nhớ lại những kẻ xấu kia đã từng dụ dỗ bọn anh chỉ muốn ngủ với bé cương chốc lát thôi mà bé ngoan đừng khẩn trương cô bé liền khóc lớn hét lên không đừng dạ vô miên nhăn mặt quay đầu lại mục diệt nhiên cũng tỉnh dậy thì thấy dạ vô miên đang bịt miệng con bé hỏi con bé bị sao thế em gái ơi đừng la hét nữa sẽ dẫn zombie đến đấy người phụ nữ bên cạnh nói trước đó con bé đã bị kẻ xấu hành hạ nhiều lần rất dễ bị kích thích tinh thần và mất khống chế con bé cắn tay dạ vô miên khiến anh đau đớn lập tức buông tay con bé lập tức hét lên đừng đau mặt mặt đau quá đi ra ngoài đau quá người phụ nữ vội dỗ con bé mặt mặt ngoan đừng hết nữa cháu sẽ hại chết mọi người đấy đúng lúc này tiếng zombie ở bên ngoài vang lên khiến mục thiên huy dạ vô miên và mục diệt nhiên đều cảnh giác nguy rồi zombie bị thu hút tới rồi zombie lũ lượt kéo đến mục diệt nhiên lập tức xuống xe dạ vô miên lo lắng gọi chị dâu số lương zombie nhiều quá chúng ta nên chạy mau thôi mục diệt nhiên lấy cung tên ra hỏi chạy chưa kể đến một già một trẻ trên xe anh cõng lãnh trường thanh chạy được bao xa anh liền bảo chị dâu đừng quan tâm đến tụi em nhân lúc đám zombie chưa xông tới thì chạy đi chí ít chị và z còn cơ hội chạy thoát em tin nếu là lão đại thì cũng sẽ bảo chị làm như vậy cô lấy trong không gian một con dao ra nói bớt nói nhảm anh lo mà sửa xe đi một con zombie lao đến mục diệt nhiên ngay lập tức chém nó tình hình thế này thực sự là hỏng bét tới cực điểm rồi nhân lực thiếu dị năng cũng thiếu đạn dược đã cạn kiệt ngay cả vũ khí cận chiến đàng hoàng cũng không có lẽ nào sẽ kết thúc ở đây ư mình có thể mang theo chú hai chạy trốn đây chính là lựa chọn tốt nhất nhưng nói như vậy anh ta không sao mình có thể hèn nhát đến thế càng không thể chết ở đây được lũ cận bã hại chết mình vẫn đang sống tốt thì sao mình có thể chết cho dù dốc hết sức liều lĩnh thử một lần thì mình vẫn phải sống tiếp sống sót sau đó báo thủ bỗng mục thiên huy vỗ vai cô nói tiểu nhiên làm gì cũng đừng gắng gượng một mình thỉnh thoảng cũng nên ỷ lại vào chú hai đây sau cuộc chiến ở xưởng chế biến thịt lần trước chú đã phát hiện ra rất nhiều tinh thể kỳ lạ trong đầu những con sòi biến dị. chú dùng mắt kính kiểm tra đo lường ra chúng có ẩn chứa năng lượng cực lớn. vì vậy chú đã cải tạo lại cánh tay máy. tiếp đó chú chế tạo ra khẩu pháo năng lượng này. nó có thể chuyển hóa tinh thể thành năng lượng và trực tiếp tấn công. anh lấy ra khẩu pháo bắn về phía lũ zombie. khẩu pháo có công lực lớn đến mức mục diệt nhiên ngạc nhiên hỏi chú hai. chú là con người thật ư? bởi tỷ lệ chuyển hóa năng lượng tinh hạch còn cao hơn nhiều lần so với dị năng giả. tập truyện đến đây kết thúc rồi. nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng